Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online được phát triển từ năm 2014 sau sự thành công của hai phiên bản game offline ra mắt trước đó. Trong câu chuyện, game là phần tiếp theo của phiên bản Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 offline. Vì sinh sau để muộn nên tựa game này được kế thừa nhiều thành tựu và tinh hoa của hai sản phẩm đã ra mắt, cũng như được nhà phát triển áp dụng công nghệ tiên tiến hơn trong quá trình sản xuất. Từ cốt truyện, đồ họa và đặc biệt là gameplay mang tính đặc trưng riêng, nổi bật mang đến cho người chơi sự trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất. Hôm nay mời các bạn cùng Top Game Online điểm qua 3 điều khiến Cổ Kiếm Kỳ Đàm là bom tấn đáng chờ đợi trong năm 2021 nhé. Cốt truyện được đầu tư tỉ mỉ. Có thể nói chơi Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết sống động. Từ cách kể chuyện hấp dẫn, dẫn dắt thông minh, xen lẫn những phân đoạn cắt cảnh hoành tráng, mang đến đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đôi lúc người chơi bị cuốn theo các tình tiết trong game, cảm nhận và gia nhập vào các cuộc chiến tranh đua, chính tà liên miên không dứt. Với khao khát khám phá thế giới thượng cổ đầy bí ẩn này, thức tỉnh kinh thế chi kiếm trong lòng, xua tan đi khói lửa ở thế gian, người chơi sẽ thực sự trở thành một phần trong câu chuyện đó. Đồ họa không tì vết, tùy chỉnh phù hợp cấu hình. Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online xây dựng một thế giới mở rộng lớn với hơn 20 bản đồ. Mỗi bản đồ đều là một khung cảnh riêng với những cảnh sắc ấn tượng, những kiến trúc hoành tráng và đặc biệt là các hiệu ứng thời tiết, biểu cảm chuyển động của nhân vật đều được khắc họa chân thực tỉ mỉ đến từng chi tiết. Dù người chơi có điều chỉnh cấu hình cao thấp hay trung bình đều làm nổi bật lên vẻ đẹp riêng của thế giới trong game. Quả thật khiến người chơi dán mắt vào màn hình chẳng muốn rời. Trong đó không thể không nhắc đến hệ thống phi hành, bay vô cùng ảo diệu. Trên không, người chơi có thể điều khiển thú cưỡi bay về mọi hướng, tăng tốc hoặc dừng bất cứ lúc nào. Người chơi được tự tay điều khiển băng qua biển mây, lướt nhẹ trên mặt nước, thao tác bay tự do 360 độ. Gameplay định nghĩa lại phong cách chơi game nhập vai. Gameplay phân chia rõ ràng thành 3 hướng PvP, PvE, PvX mà mỗi phong cách chơi hoàn toàn độc lập với nhau. Các hoạt động PvP của game đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như 3v3, 10v10 hay 15v15 hoặc 30v30. Những quy tắc, luật lệ và cách chơi cũng khác nhau. Thông qua các hoạt động này, người chơi có thể kiếm về cho mình tất cả mọi thứ từ trang bị cho tới nguyên liệu nâng cấp chế tạo. Điểm thú vị đó là những thứ mà người chơi kiếm được từ các hoạt động này khi mặc lên người chỉ có tác dụng khi tham gia vào chính các hoạt động PvP này. Khi tham gia vào các hoạt động như PvE, đi phó bản thì hoàn toàn không có tác dụng. Cũng tương tự như các hoạt động PvE cũng đa dạng và những thứ người chơi kiếm được từ đây cũng chỉ có tác dụng ở chính đây mà thôi. Các hoạt động PvX cũng không khác gì. Với điều này, Cổ Kiếm Kỳ Đàm giúp người chơi có thể tập trung vào phong cách chơi mình yêu thích mà không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác. Đây là điều mà các tựa game online khác không có. Game còn thêm vào rất nhiều yếu tố vừa mang tính chất giải trí, vừa là cơ hội kiếm được những phần thưởng hữu ích như chơi nhạc, linh cảm giấy. Dù là hoạt động gì trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online cũng khiến người chơi cảm thấy thích thú và muốn khám phá nhiều hơn nữa.